Ngày hội khoa học và đời sống được tổ chức tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 29 tháng 7 với chủ đề Tiến vào thế giới số nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng vào cuộc sống và nâng cao năng lực nghiên cứu. Tại ngày hội diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, kết hợp trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, triển khai giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông. Ngày hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng vào cuộc sống, nâng cao năng lực nghiên cứu. Ngoài ra thúc đẩy các ý tưởng đổi mới sáng tạo, tìm kiếm giải pháp cải thiện năng suất lao động cho các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp. Theo bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3, vận dụng công tác cải cách thủ tục hành chính gắn liền với chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân quận 3 đã đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, qua đó cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn quận hiện các cấp ngành tiếp tục nâng cao nhận thức hành động thu hút tối đa các nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo xác định đầu tư cho khoa học là đầu tư cho phát triển lấy đầu tư công dẫn dắt thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư cho khoa học công nghệ